Xin chào các bạn, hôm nay Đại lý Phụ Kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là sạc pin laptop Dell có thông số output 19,5V 4,62A DC, sử dụng chân kim, có đầu vào input AC dài từ 100-240 1,5A, tần số 50-60Hz, có modem là DA90PN, sạc này sử dụng thông số công suất là 90W, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Đây chính là đầu sạc, chân kim bên trong. So với các dòng sạc OEM, dòng sạc thông thường ở bên ngoài, thì sạc chính hãng nó có các mạch thiết kế như là chống quá dòng, chống quá áp, chống quá tải để bảo vệ được máy tính tốt hơn. Và đặc biệt là cái xung dao động, biên độ xung dao động của sản phẩm sạc chính hãng được tính toán và đo lường rất kỹ. Nó rất dao động rất là nhỏ, nó không gây ảnh hưởng gì đến cho thiết bị của máy. Như vậy trường hợp sạc hỏng thì máy không hỏng, chưa giờ sạc bị chập cháy. Đối với sạc thông thường, sạc giá rẻ thì hay bị khi mà các dòng máy nó ăn dòng thì sạc thường bị nóng và sẽ không đủ, có thể gây cháy nổ chập rất nguy hiểm. Và đặc biệt là cái biên độ xung dao động của các dòng sạc thông thường thì sẽ rất là lớn, nó thường đánh vào các chân linh kiện, là các chân linh kiện hỏng, làm laptop chúng ta hỏng rất nhanh, các phụ kiện hỏng rất nhanh. Đây chúng tôi bán sạc chính hãng theo máy. Độ dài của cáp sạc này là 1,5m, sử dụng nguồn cắm 3 chân, có đèn báo tín hiệu. Về mã 4,62A này thì có hai dòng, một dòng là sạc vuông như này và một dòng là sạc slim, sạc mỏng hơn, nó dành cho thế hệ trước. Đây là dòng thế hệ mới nhất bây giờ. Để mọi chi tiết liên hệ mua hàng, Đại lý Phụ Kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, phường Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, online 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.